Kể từ sau bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh được công chiếu, cũng là lúc du lịch Phú Yên trở nên đông đúc và phổ biến hơn. Nếu sắp đến mà có một chuyến đi du ở Phú Yên mà chưa biết phải làm thế nào, thế cùng blog du lịch lên một kế hoạch khám phá Phú Yên thật là chi tiết sau đây nhé. Di chuyển đến Phú Yên bao gồm máy bay. Hiện có một số chuyến bay đi đến sân bay Tuy Hòa phổ biến như sau: trạng bay Hà Nội Phú Yên, thời gian bay 1 tiếng 40 phút bay; trạng bay Hồ Chí Minh Phú Yên, thời gian bay 1 tiếng 50 phút bay. Tất cả các hãng hàng không là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines đều bay thẳng đến sân bay Tuy Hòa Phú Yên. Giá vé thường dao động từ 500.000 đồng đến 1.200.000 đồng trên một chiều cho một người. Xe ô tô giường 5. Nếu bạn muốn đi du lịch Phú Yên tiết kiệm thì bạn có thể mua vé xe giường 5 đến thẳng Phú Yên. Giá xe giường 5 dao động từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng tùy vào loại xe, tùy điểm xuất phát bạn nhé. Phương tiện di chuyển từ sân bay Tuy Hòa về thành phố Phú Yên. Sân bay Tuy Hòa cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, khá gần nên phương tiện đi từ sân bay về đến thành phố chủ yếu là taxi. Ở sân bay Tuy Hòa có vài hãng taxi là Mai Linh Phú Yên, taxi Thuận Thảo với giá cước chỉ từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng cho một người. Các khách sạn tại Phú Yên giá cả như thế nào? Khách sạn giá rẻ tại Phú Yên có rất nhiều loại với giá cả bình dân dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng cho một đêm. Một số nhà nghỉ Phú Yên bình dân có thể tham khảo như Marina Hotel Phú Yên, Star Hotel Restaurant, khách sạn Hoàng My, khách sạn Sĩ Kim, khách sạn Hồng Ngọc Phú Yên. Khách sạn Phú Yên giá trung bình, các khách sạn 3-4 sao thường có giá từ 900.000 đồng đến 2 triệu đồng, có thể kể tên Sài Gòn Phú Yên Hotel, Royal Khánh Hotel, Sunflower Hotel Phú Yên, Long Beach Hotel. Những khu resort Phú Yên sang trọng, thường các khách sạn Phú Yên 5 sao có giá phòng từ 1.800.000 đồng trở lên, có thể kể tên một số khách sạn 5 sao Phú Yên như Steria Beach Resort, Vista Resort and Spa, Sao Mai Beach Resort, Xenia Hotel Bãi San Hô, Rosa Aba Resort. Đến Phú Yên chơi gì vui? Gành Đá Dĩa Phú Yên. Gành Đá Dĩa Phú Yên là một trong những địa điểm du lịch Phú Yên nổi tiếng nhất. Nơi đây là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất ở Việt Nam. Chính vì sự độc đáo của nó mà khách du lịch đến Phú Yên đều rất thích ghé thăm và check-in tại đây. Nếu bạn chưa biết thì Gành Đá Dĩa Phú Yên được cho rằng đã hình thành từ cách đây hơn 200 triệu năm. Đặc biệt hơn khi gành đá dĩa Phú Yên là một trong năm gành đá dĩa nổi tiếng nhất trên thế giới. Nhà thờ Màng Lăng. Đây là nhà thờ cổ nhất tại Phú Yên. Địa điểm du lịch Phú Yên này mang một dáng vẻ sống động bất chấp thời gian. Chính vì thế hàng ngày, nhà thờ Màng Lăng ở Phú Yên đón tiếp rất đông khách du lịch đến tham quan và thăm viếng. Điểm đặc biệt của địa điểm du lịch Phú Yên này là vì kiến trúc châu Âu độc đáo và ấn tượng, mang đậm phong cách châu Âu cổ kính độc đáo. Nhà thờ Màng Lăng còn có hang thánh đường dưới lòng đất rất là đặc biệt. Bạn sẽ thấy không gian khá rộng lớn, mang tới một cảm giác huyền bí ngay trong hang thánh đường này. Bãi Xép. Bờ biển ở Bãi Xép chỉ dài 500m nhưng lại sở hữu những cảnh quan thiên nhiên hài hòa đặc sắc. Địa điểm du lịch tại Phú Yên này cho nên nổi tiếng với một cảnh quay rất đẹp trong phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Bãi Xép thu khách du lịch với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, bao la của mình. Tuy còn chưa được khám phá nhiều, cho nên Bãi Xép vẫn còn giữ được nét hoang sơ vốn có của nó. Chính vì thế, nếu có dịp đi du lịch Phú Yên, bạn hãy đến check-in Bãi Xép một lần bạn nhé. Hòn Yến. Bạn có thể đến Hòn Yến trên con đường đi bộ bằng đất đá rất là thú vị. Tuy nhiên, không phải lúc nào thì bạn cũng đi được bằng con đường đi bộ này đâu nha. Chỉ vào những buổi chiều ngày đầu tháng hay là cuối tháng. Khi đó thì nước thủy triều rút thì con đường này mới lộ ra thôi. Bạn sẽ được ngạc nhiên bởi những sắc màu xanh trong biển biếc của biển cả và có cơ hội nhìn thấy những dạng san hô với đủ sắc màu hiện ra ngay dưới chân bạn. Vì con đường này phần lớn thời gian đều nằm ở dưới biển nên có nhiều rong rêu rất là trơn, bạn cũng nên cẩn thận khi tham quan địa điểm du lịch Phú Yên này nhé. Ngoài ra còn có những địa điểm du lịch Phú Yên nổi tiếng khác như là đầm Ô Loan, Tham Nhạn, Bãi Môn, Bãi Tùy Hòa, Đập Tam Giang,
Vịnh Vũng Rô, đảo Điệp Sơn, Hà Đằng, Đà Lạt. Bạn có thể truy cập vào link bên dưới bình luận để xem thêm bạn nhé. Buổi tối ở Phú Yên chơi gì? Những địa điểm vui chơi về đêm tại Phú Yên. Đến quảng trường mùng 1 tháng 4, nằm ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa, quảng trường mùng 1 tháng 4 là địa điểm vui chơi buổi tối được rất nhiều khách du lịch đến tham quan, vui chơi. Vì nằm ngay trung tâm thành phố nên quảng trường mùng 1 tháng 4 được ví như trái tim của thành phố vậy. Hoạt động phổ biến nhất tại quảng trường mùng 1 tháng 4 là đi dạo dọc quảng trường hay là thuê ván trượt, giày patin, xe đạp đôi để xả stress. Chợ đêm Tuy Hòa. Chợ đêm Tuy Hòa có các gian hàng tiêu dùng và ẩm thực đặc sản của Phú Yên. Bên cạnh đó thì chợ đêm Tuy Hòa cũng có những khu vui chơi cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Chợ đêm Tuy Hòa là nơi vui chơi mỗi tối rất là sống động của cả người địa phương lẫn khách du lịch. Đi uống cà phê ngắm phố phường, A Coi Cafe, PHD Photo and Coffee, Quest Vintage Cafe, Huy Tùng Cafe, Cafe 1975, Cafe Đắc Lộc, Cafe Hiệp Yến, Green Cafe Phú Yên. Đi Phú Yên thì mua gì về làm quà? Bò một nắng, cá ngừ đại dương tươi, bánh tráng Hòa Đa, nước mắm Phú Yên, hải sản khô đặc sản, chả cá Phú Yên, rượu Quán Đế. Đi Phú Yên thì ăn gì ngon nhất? Mắt cá ngừ đại dương. Đi du lịch Phú Yên, hầu như khách du lịch cũng muốn thưởng thức mắt cá ngừ đại dương, béo ngậy thơm ngon. Mắt cá ngừ không hề tanh mà lại được tẩm ướp gia vị nên rất là thấm. Mắt cá ngừ sẽ được hầm cùng với các vị thuốc bắc như là táo tàu, thị tư nên rất là bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Cơm gà Phú Yên. Cơm gà Phú Yên đặc biệt ở chỗ được nấu bằng nước lột gà, thêm một chút nghệ xay nên cơm vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Thịt gà xẻ dai ngon, ăn với rau răm, dưa góp, vừa làm tăng hương vị, vừa chống ngán. Nước súp ăn kèm với cơm gà sẽ làm cân bằng món ăn này hơn. Bún mực đặc sản Tuy Hòa. Bún cá đã khá quen thuộc với nhiều người, nhưng mà bún mực lại là món ăn đặc sản rất là lạ miệng. Bún mực của Tuy Hòa sử dụng mực cơm loại nhỏ, ngọt thịt ngọt số 1. Bún mực được nấu chua với dứa và cà chua, ăn kèm với rau sống và giá sống là đầy đủ hương vị nhất. Cháo hàu Phú Yên. Cháo hàu là món ăn phổ biến nhất từ hàu ở Phú Yên, được lòng du khách. Tô cháo hàu Phú Yên có rất nhiều hàu, thêm hai quả trứng gà ta béo ngậy là món ăn vừa ngon vừa rẻ. Để tăng thêm hương vị, bạn nhớ thêm một chút hành băm và gừng, bảy miếng bánh tráng vào tô và thưởng thức bạn nhé. Bánh canh hẹ Phú Yên. Món ăn rất bình dị và giá rẻ nhưng được lòng cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Nguyên liệu chỉ đơn giản, gồm có chả cá, thịt, trứng cút, bánh canh và thật nhiều hẹ. Tô bánh canh có đầy đủ hương vị của biển cả nên ăn vào mỗi sáng hoặc là xế chiều đều rất là ngon. Bánh hỏi lòng heo. Dù bánh hỏi lòng heo không quá hiếm nhưng mà bánh hỏi lòng heo ở Phú Yên có hương vị rất là đặc biệt. Bánh hỏi ăn kèm với lòng heo hoặc là thịt nướng thơm lừng, ăn cùng với nước chấm pha chua chua ngọt ngọt, kèm một ít rau là ngon hết chỗ chê. Bánh xèo hải sản. Bánh xèo rất phổ biến nhưng bánh xèo ở mỗi nơi sẽ làm mỗi khác đi một chút. Bánh xèo hải sản ở Quy Nhơn có phần nhân như là tôm, mực và thịt được chiên vàng giòn. Bánh xèo ăn kèm với rau sống và bánh tráng cùng với chén nước mắm chua chua ngọt ngọt sẽ kích thích vị giác của bạn. Sò huyết đầm Ô Loan. Đầm Ô Loan là nơi có những con sò huyết to, mập và ngọt thịt. Chính vì thế khi đi du lịch Phú Yên, bạn phải ăn thử món sò huyết đầm Ô Loan bạn nhé. Sò huyết có thể làm thành nhiều món ăn khác nhau như là gỏi sò huyết, cháo sò huyết cháy tỏi, rang me, nướng đều rất là ngon đấy. Hy vọng qua cẩm nang du lịch Phú Yên của blog du lịch, bạn sẽ dễ dàng lên một kế hoạch đi du lịch Phú Yên thật là hấp dẫn. Nếu bạn có thắc mắc gì về lịch trình du lịch Phú Yên này, bạn có thể xem thêm những video bên dưới bình luận bạn nhé, hoặc là đặt câu hỏi bên dưới bình luận để blog du lịch và những bạn khác cùng giải đáp bạn nhé.